ta đã thấy trong đêm nay chúng cờ bay trăm ngọn cờ bay, rừng núi loan tinh trên mọi miền gió hòa bình bay về muôn hương, ngày vui con nước trôi nhanh ăn tù cầm quê hương sao bao tô giọt nước mắt vui lấy lòng cô đa. Ta đã thấy gì trong đêm nay bàn tay bàn bằng tay con ngón tay thơm người thật nguyện nói cuộc tình nơi lòng đô na bàn tay đi dấu anh em về suối quê hương cầm gọi nhục nhằn đêm đêm trực tiên dung đường lúa bay dâu qua cần kinh hoàng vương nghe dài người xanh như lá mới trong tù rung động Việt Nam lên những búp non đầu tiên còn đoàn tàu đi nhà khói ấm hay bình một đoàn cà cao cần tiến nghe ta đã thấy gì trong đêm nay cờ bay trăm ngọn cờ bay đường phố hôm nay sang rực đèn sang rừng đèn trong làn trong sớm gửi đi như nước qua đêm đất ưu tư đã mở nụ cười hàng cây xanh thấy áo mới người bước bước nhanh như rừng đi tới ta đã thấy gì trong đêm nay đèn soi trăm ngàn đèn soi và một cầu đi rừng ngày mai làn đông soi sáng lai dòng máu anh em đã nhuộm mặt trời cùng xương khô lên tiếng nói đời sống ấm mềm nhàng dần con người ta đã thấy gì trong đêm nay cờ bay trăm ngọn cờ bay rừng núi loan tinh đến mọi miền gió hòa bình bay về muôn hương ngày vui con nước trôi nhanh nhịp sống bao la xô bỏ hận thù gặp quê hương sao bao tô giọt nước mắt vui lấy lòng vô đá ta đã thấy gì trong đêm nay bàn tay muôn vàng bàn tay những ngón tay thơ cho thật nguyện nói cuộc tình nơi lòng đô na bàn tay đi nói về dưới quê hương cầm gọi nhục nhằn mười năm đêm trong tiên sung ruộng lúa bay dâu hoa cờ kim hoàng xanh như lá mới trong khu vườn rừng đồng Việt Nam lên những bước non đầu tiên làm đầu thì nhà khói ấm hay bình rừng một đàn gà cao tiên gây đến thực bình minh ta đã thấy gì trong đêm nay bàn tay trăm ngọn bàn tay đơn phố hôm nay sẽ dựng đèn sáng mặt đất ngu tư đã mở nụ cười hàng cây xanh thấy áo mây người bước bước nhanh như dừng đi tới trong đêm nay đèn soi trăm ngàn đèn soi mặt đất rung rinh trước chiều người hoa ngục cầu đi rừng ngày mai dàn đông soi sáng tương lai dòng máu anh em đã nhờ màn trời tiếng nói đời sống ấm êm nhàn dành con người trường cô lên tiếng nói đời sống ấm êm nhàn dành con người và ngày bài đã thả đi trong tin này cũng kết lại chương trình đến luôn nhạc tại câu lạc bộ hát trên đài Vĩnh Sơn. Xin chúc quý vị một buổi tối thật là vui, hẹn với hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đêm mai vào lúc 19 giờ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn.